Xin chào các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu cách trồng cây có sai. Cây có sai thuộc họ bông, có tên khác là quấn ma kim qua thảo, tên vị thuốc là cấu sai. Nguồn gốc phân bố: cấu sai phân bố rải rác khắp các vùng nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt đới và ôn đới ấm. Ở Việt Nam, cấu sai mọc hoang dại rải rác ở hầu hết các tỉnh từ vùng đồng bằng ven biển đến trung du và cả vùng núi thấp dưới 600 m. Đặc điểm thực vật: cây nhỏ mọc thành bụi, sống lâu năm, cao từ 1 đến 1.5 m, cành hình trụ, phủ lông nhỏ, mềm hình sâu, lá mọc sau la, có cuốn dài, hình tim đầu nhọn, mép khía rang, hai mặt có lông mềm, mặt dưới màu trắng xám, gân chính 5 đến 7 lá. Lá kèm hình chi, hoa màu vàng, mọc riêng, lẻ ở kẽ lá, cuốn dài có đốt gấp khúc, dài có lông ngắn và mặt ngoài lông dài, ở mặt trong hình tam giác, màu tro, cánh hoa hình tam giác, ngược hai hình nêm, nhị nhiều tụ tập, trên một trụ có lông dài ở gốc. Bầu có lông gồm khoảng 20 lá nõn, quả cho nhiều non hợp lại, xếp xít nhau giống cái cối sai. Non có lông ở phần lưng, có mỏ nhọn cam ở đầu, hạt hình thẳng nhãn, màu đen nhạt, mùa hoa từ tháng 2 đến tháng 3, mùa quả từ tháng 4 đến tháng 6. Điều kiện sinh thái: cây cấu sai ưa ẩm, ưa sáng, cây sinh trưởng phát triển mạnh vào mùa xuân và hè, rụng lá vào mùa đông, quả già tự mở, bộ rễ phát triển rộng. Cây có khả năng thích nghi tốt với các vùng khí hậu ở Việt Nam. Giá trị làm thuốc: bộ phận sử dụng, phần trên mặt đất của cây cấu sai đã phơi hoặc sấy khô, dược liệu gồm những đoạn thân, cành, lá và quả. Công dụng theo kinh nghiệm dân gian, lá, thân, quả có tác dụng chữa cảm sốt, đau đầu, bí tiểu tiện, bạch đớ, rắn cắn, chữa vàng da, phù thủng sau khi đẻ, kiết lỵ, mắt có màu mọng, tai điếc, chữa mụn nhọt, điều trị viêm khớp, viêm tiếng, mang tai, truyền nhiễm, tật điếc, đau tai, ù tai. Ngày uống từ 2 đến 12 gram, giảm thuốc sát. Kỹ thuật trồng trọt: chọn vùng trồng, cây cối sai trồng được ở nhiều nơi trên nhiều loại đất khác nhau, đất cao, thoát nước tốt, có thể trồng ở vùng đồng bằng, trung du, miền núi và ven biển, là cây ưa sáng và có thể chịu được bám, vì thế có thể trồng sang với một số loại cây ăn quả hoặc cây công nghiệp khi chưa khép tán, là loại cây ưa ẩm và sinh trưởng phát triển mạnh ở nhiệt đới từ nhiệt độ 25 đến 35 độ C, đất có độ pH từ 5 đến 8. Giống và kỹ thuật làm giống: cây cối sai được nhân giống bằng hạt gieo vào tháng 2, tháng 3 trong vườn ươm, sau đó đánh cây con đi trồng. Lượng giống cho 1 hecta gieo từ 3 đến 4 kg. Hạt giống: kỹ thuật nhân giống, hạt giống có thể gieo trực tiếp vào hốc đã định sẵn mật độ, khoảng cách hoặc gieo vườn ươm. Nếu gieo hạt trực tiếp vào hốc, thường gieo 3 đến 4 hạt cho 1 hốc. Khi cây cao 20 đến 30 tiến hành tỉa, chỉ để lại 1 đến 2 cây trên 1 hốc. Chọn các cây khỏe mạnh không sâu bệnh. Gieo hạt trong vườn ươm, đất gieo hạt giống phải có sạch cỏ dại, tơi xốp, tưới tiêu thuận lợi, chiều rộng từ 1 đến 1.2, chiều cao từ 20 đến 25 cm, gạt phẳng đất và đập nhỏ. Trước khi gieo, hạt được xử lý bằng nước ấm 40 độ C trong 60 phút, vớt ra để ráo và đem gieo. Hạt được gieo đều trên mặt luống, phủ một lớp đất độ khoảng 0.5 cm, sau đó phủ rơm rạ, tưới nước giữ ẩm 5-7 ngày, đến khi cây mọc mầm. Hạt giống có sai sau khi gieo vào vườn ươm 20-30 ngày, cây cao từ 20-25 cm, có thể đánh đi trồng ra ruộng. Lượng giống cần 15-20 kg cho 1 hecta, vườn ươm đủ trồng cho 4-5 hecta dược liệu. Thời vụ trồng: thời vụ trồng hợp vào tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Kỹ thuật làm đất: đất cày bừa nhỏ, đặt giặt sạch cỏ dại, làm luống rộng từ 70 đến 120 cm, yêu cầu luống phải thoát nước tốt để tránh ngập ống.
Nếu bị ngập nước 1 đến 2 ngày sẽ bị chết. Mật độ khoảng cách, mật độ 40.000 cây cho 1 hecta, khoảng cách trồng 50 x 50 cm, 2 hàng cho 1 luống. Kỹ thuật bón phân, phân chuồng từ 10.000 đến 12.000 kg cho 1 hecta cho 1 năm, phân vi sinh từ 1.000 đến 1.200 kg cho 1 hecta cho 1 năm, NPK từ 350 đến 500 kg cho 1 hecta trên năm. Thời kỳ bón, bón lót toàn bộ phân chuồng cộng 1/3 phân hữu cơ vi sinh trộn đều và rã đều trên luống trước khi lên luống. Bón thúc chia làm 3 lần bón, bón lần 1 sau 15 đến 20 ngày sau trồng. Bón pha NPK với lượng 54 đến 81 kg trên hecta, 2 đến 3 kg trên sào bắc bộ. Bón lần 2 bón sau khi thu hoạch lần 1, sau khi trồng từ 80 đến 90 ngày. Bón NPK với lượng 135 đến 190 kg cho 1 hecta. Bón lần 3 bón sau thu hoạch lần 2, sau thu lần 1 60 đến 70 ngày. Bón nốt số phân NPK còn lại cộng 1/3 phân hữu cơ vi sinh. Kỹ thuật trồng và chăm sóc: đổ đều phân và bạt đất, bón lót trong hố sau đó trồng cây, đánh cây nguyên cả đất từ vườn ươm đến trồng vào hốc đã định sẵn và được bón lót bằng phân chuồng với phân vi sinh. Trồng ngập thân cây cách lá gốc khoảng 1 đến 2 cm, ấn chặt đất và tưới nước xung quanh gốc. Có thể trồng từ 1 đến 2 hàng trên một luống, trồng song song thành hàng và trồng theo hình nên xấu. Chăm sóc sớ sáu phá vắng kết hợp với làm cỏ và bón phân cho cây, đặc biệt giai đoạn đầu khi cây mới thường trồng thường xuyên làm sạch cỏ dạ kết hợp với vuông gốc cho cây. Tưới nước ngay sau khi trồng cần đảm bảo độ ẩm cho cây hồi phục và phát triển từ 75 đến 85%. Khi cây bắn rễ và hầu xanh, duy trì độ ẩm từ 65 đến 70. Nếu mưa to lâu ngày cần tháo nước kịp cho ruộng. Trồng cây có sai tránh để ngập úng từ 5 đến 8 giờ cây sẽ bị chết đồng loạt. Cách bón phân sau mỗi lần thu hoạch: làm cỏ kết hợp bón phân cho cây, bón cho từng cây và bón cách gấp 5 đến 7 cm. Sau khi bón nên lấp đất và cung cấp nước cho ruộng trồng, hoặc có thể bón trước hoặc sau khi có thời tiết mưa. Ngoài ra có thể bón bổ sung phân bón qua lá để tăng cường phát triển thân cành cho cây, sử dụng phân bón lá DT502 hoặc các loại phân bón lá khác trên thị trường, phun kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật nếu cần. Phòng trừ sâu bệnh, cấu sai khá mẫn cảm với sâu bệnh dại, trong đó điển hình là các loại sâu sao, sâu độc quả, đặc điểm gây hại: sâu gây hại trên nụ hoa, quả non và quả già từ khi cây ra nụ hoa đến khi thu hoạch, sâu non độc vào bên trong để lại những lỗ tròn nhỏ trên bề mặt nụ và quả bị hại. Biện pháp phòng trừ có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất phimonin. Lưu ý phun liên tiếp 2 lần cách nhau 14 ngày vào thời điểm cây ra hoa rộ. Nếu để sau, sau sẽ độc vào trong nụ và quả thì rất khó phòng trừ. Các loại sâu hại lá bao gồm sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu róm, gây hại không nhiều. Nếu mật độ sâu ít có thể bắt bằng tay, mật độ sâu có thể sử dụng các loại thuốc phun trừ sâu hoặc chất abamidin. Bệnh thối gốc và mốc trắng. Đặc điểm gây hại: triệu chứng bệnh bắt đầu từ phần gốc thân tiếp theo giáp đất với những đốm sợi nấm màu trắng phát triển theo kiểu hình quạt, những hạt nấm nhỏ tròn hình quạt kẻ được hình thành sau đó trên các tảng nấm. Các hạt nấm có thể được nhìn thấy dễ dàng trên cây bệnh, đặc biệt là phần tiếp giáp với mặt đất. Hạt nấm có màu kem nhạt đến nâu tùy theo hoàn cảnh và giai đoạn phát triển. Bệnh phát triển nhanh trong điều kiện thời
thời tiết nóng ẩm. Biện pháp phòng trừ kiểm tra ruộng. Cối xa theo định kỳ, loại bỏ, chuyển toàn bộ tầng dư cây bệnh ra khỏi ruộng. Nếu cây bị bệnh nặng, cần cẩn thận loại bỏ các cây, cả phần đất xung quanh để đảm bảo sự phát tán, tránh sự phát tán của hạt nấm gây bệnh. Cài quạt cuốc đất thật sâu dưới khi trước khi trồng để vùi lấp hạt nấm với độ sâu 20-30 cm. Hạt nấm sẽ không tồn tại được 45 ngày. Có thể sử dụng một số thuốc trừ nấm như chế phẩm nấm đấu kháng. Chế độ luân canh cây có sai là loại cây có thể trồng 1-2 năm. Vì vậy sau khi trồng cây có sai có thể trồng luân canh với nhiều loại cây khác như mã đề, diệp, hạ châu. Thu hoạch và bảo quản. Thu hoạch cây có sai thường thu vào mùa hạ, toàn thân lá hoa để đều sử dụng dược liệu. Các cây sáp gốc từ 20-30 cm, giữ vũ sạch bụi, sơ chế cắt thành từng đoạn theo quy định, phơi quạt sấy khô, bảo quản để nơi khô mốc tránh mốc. Tiêu chuẩn dược liệu. Dược liệu gồm các đoạn thân, lá, hoa quả, tất cả các bộ phận đều có lông. Thân lớn đường kính từ 1,2 cm, đường cát vót 1-1,5 cm. Thân nhỏ và cành thường cắt thành đoạn dài 3-4 cm. Vỏ thân có văn nhăn nhiều dạng lưới, màu nâu xám, nhạt hay lục xám. Vỏ cần thường nhãn. Lá khô bị nhăn nheo, nhào nát. Mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới nhạt hơn. Độ ẩm không quá 13%.